Xin chào các bạn, từ lúc mình làm cái video ngày hôm qua cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là Bitcoin cũng có một cái sự tăng trưởng nhẹ Lúc mà làm video ngày hôm qua thì giá cả là xoay quanh mức là khoảng 9.000 đô Bây giờ các bạn thấy là xoay quanh cái mức là khoảng 9.276 đô Đây là cái biểu đồ trên sàn Coinbase Thì cái sự tăng trưởng nhẹ này cũng không có gì gọi là quá bất ngờ Tại vì chúng ta cũng đã biết là trong thời gian gần đây thì thị trường của Bitcoin đi rất là cùng một nhịp với thị trường của chứng khoán Các bạn thấy là chứng khoán thì đã có sự tăng trưởng hôm nay các chỉ số của Hoa Kỳ là một màu xanh và không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà ngay cả chứng khoán của Trung Quốc cũng là một màu xanh thì chúng ta thấy là Bitcoin hôm nay cũng đã có sự tăng trưởng hôm nay là ngày 6 tây tháng 7 có nghĩa là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ và ở Việt Nam bây giờ là ngày 7 tây tháng 7 và chúng ta cũng đã tiếp tục nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì các bạn thấy được là thị trường Bitcoin im lặng đến nỗi mà cái giá của hợp đồng tương lai trên sàn CME đóng cửa hồi thứ sáu về cái giá mà mở cửa chủ nhật ngày hôm qua thì cái sự chênh lệch giá cả giữa cái giá đóng và cái giá mở chỉ có 20 đô la đây là cái sự chênh lệch mà cực kỳ thấp Tại sao? Tại vì các bạn thấy là cuối tuần qua thì Bitcoin không có cái sự di chuyển mạnh Và thật ra đây không phải là một cái thời gian mà Bitcoin không có di chuyển lâu nhất Chúng ta thấy là hồi năm 2018 thì có khoảng thời gian có thể là mấy tuần Trong mấy tuần đó Bitcoin di chuyển hầu như chỉ có 1-2% Và liên tục trong mấy tuần liên tục di chuyển cái phần trăm rất là thấp Cho nên đây không phải là cái tình hình lần đầu chúng ta thấy Tình hình này có thể để kéo dài dài hơn Nhưng mà Thùng đã chia sẻ với các bạn là đối với lại bitcoin thì giá cả khi mà chúng ta thấy là cái sự giá cả di chuyển quá ổn định trong một thời gian dài thì càng dài cái sự dao động khi mà kết thúc cái đợt im lặng này là sẽ càng mạnh hơn giống như là một cái lò xo thường đã, thường đã chia sẻ ngày hôm qua thì cái lò xo các bạn càng ép nó xuống khi các bạn buông tay thì nó lại càng buông mạnh hơn bitcoin cũng như vậy các bạn thấy là giá cả càng dao động ít thì khi mà dao động thực sự thì dao động nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều Như chúng ta thấy được là năm 2018 sau khi mà bitcoin đi hàng ngang dao động rất là ít trong vòng mấy tuần liên tục thì khi mà bitcoin bắt đầu di chuyển thì đã đi xuống từ 6.000 đô xuống 3.000 đô trong thời gian rất là ngắn. Chúng ta hy vọng đã đương nhiên chúng ta không hy vọng là Bitcoin giá cả đi trở xuống nhưng mà không ai biết được là tương lai sẽ như thế nào Đây là điều mà tôi muốn nói với các bạn nhưng mà ngoài trên Bitcoin ra thì thật ra những cái altcoin khác cũng có cái sự di chuyển rất là tốt Các bạn thấy được là những đồng như là Ethereum cũng đã tăng 4,6% trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua Và đặc biệt trong những đồng lớn chúng ta thấy được là đồng Bitcoin SV đã có sự di chuyển là 21% trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua và chúng ta thấy là đồng link đã có sự di chuyển là 13,5% trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua phần lớn ngày hôm nay cũng rất là tốt khi bạn thấy là thị trường crypto thì là một màu xanh cũng tương tự như là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ về mặt tin tức thì chúng ta có một cái hội nghị online một cái hội nghị trên mạng đang diễn ra liên quan tới thị trường crypto đó chính là cái hội nghị Unitized Decentralized Digital Conference hội nghị này là đang được diễn ra bắt đầu ngày hôm nay ngày 6 tới tháng 7 và sẽ kết thúc ngày 10 tây tháng 7 nghĩa là sẽ kết thúc 3 ngày nữa thì hội nghị này có một số những tên tuổi cũng đáng lưu ý đến được mời tới để mà làm diễn giả các bạn thấy được là những tên tuổi đó là những tên tuổi nào chúng ta thấy là có Hester Pierce Hester Pierce đó chính là quỹ viên của SEC có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ Hector Pierce là một trong những quỹ viên của SEC mà rất là thích thị trường crypto Đây là một trong những người bạn mà chúng ta có trong thị trường crypto ở SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ Kế đó, một tên tuổi mà ai cũng biết đến trong thị trường crypto đó chính là Vitalik Buterin là người đã tạo ra Ethereum Kế đó là chúng ta thấy có Silvio Micali, người mà đã tạo ra đồng adogan founder của Adogran và kế đó là Tim Rapper, một người mà thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết đến, một người mà đã đầu tư rất nhiều vào trong thị trường Bitcoin, một người mà đã mua lại khi mà chính phủ Hoa Kỳ bán đấu giá Bitcoin cái đây nhiều năm, bây giờ đã trở thành một tỷ phú. Và Robert Hertzberg, Robert Hertzberg là lãnh đạo đa số của Thượng viện Cali. Và cuối cùng là Alexandro Chiza, là một giáo sư của trường đại học UC Berkeley và là co-founder người cùng sáng lập ra đồng Zcash. Thì trên mạng không có rất nhiều những cái bài viết liên quan tới cái hội nghị này nhưng mà phần lớn những bài viết cũng không gì gọi là đặc biệt đối với Thuận. Thường đã lựa ra ba bài viết mà Thuận cảm thấy là rất là thú vị Thuận muốn chia sẻ với các bạn và nhiều bài viết nhiều cái cuộc bàn luận ở trong hội nghị này là liên quan đến việc là Trung Quốc sắp sửa đưa ra một cái tiền điện tử riêng của quốc gia Trung Quốc có nghĩa là đồng John tiền điện tử thì trong một cuộc nói chuyện một người tên là Matthew Graham người này là một người mà đã có nhiều kinh nghiệm làm một cái investment banker nghĩa là một cái nhà đầu tư banker ở Trung Quốc thì Matthew Graham đã phân tích là việc mà Trung Quốc muốn đưa ra một tiền kỹ thuật số riêng không phải là muốn đàn áp thị trường tiền kỹ thuật số cũng không phải là muốn người dân sử dụng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc mà không sử dụng Bitcoin mà cái vấn đề chính ở đây đó chính là Trung Quốc đưa ra tiền kỹ thuật số riêng hay là tiền điện tử riêng của Trung Quốc là muốn cạnh tranh trực tiếp với đồng đô la tại vì bây giờ trên thế giới là nhiều mặt hàng và nhiều cái cuộc giao dịch đều xoay quanh bằng đồng đô la và một trong những cái điều mà Trung Quốc muốn làm là thay thế đồng đô la để đồng yuan tiền điện tử có thể trở thành một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu đó chính là cái mục đích chính mà Trung Quốc muốn đưa ra tiền điện tử đồng John và đây cũng là một trong những điều mà chúng ta đã nghe nói tới trong cái cuộc họp chúng ta đã nói tới cách đây vài video là bây giờ là các nghị sĩ những nhà lập pháp của Hoa Kỳ cũng đã nhận ra được cái điều này cho nên cái việc là Hoa Kỳ có đưa ra tiền được số riêng hay là không có đưa ra tiền điện tử riêng hay là không thì điều đó chỉ là sớm muộn trước đây khi mà chúng ta nói tới tiền điện tử của Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Bộ Tài chính là Stephen Mnuchin hay là Chủ tịch của cục giữ liên bang của Hoa Kỳ đó chính là Jerome Powell thì cả hai người đều phủ nhận là Hoa Kỳ sẽ có tiền điện tử riêng nhưng mà cách đây không lâu các bạn cũng đã nhớ là trong cái cuộc họp thì đã rất rõ ràng là tiền điện tử của Hoa Kỳ sẽ phát hành điều đó chỉ là điều sớm muộn tại vì không thể nào mà hoa kỳ đứng yên để cho trung quốc tự đưa ra tiền điện tử riêng và có thể là qua mặt tiền usd không cần phải thông qua tiền usd không cần phải lo tới những cái vấn đề như là bị trừng phạt kinh tế mà có thể sử dụng tiền điện tử của mình thông qua xuyên quốc gia để mà làm ăn và nhiều bạn hỏi thuận là khi mà những quốc gia như là Trung Quốc hay là Hoa Kỳ đưa ra tiền điện tử riêng thì có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường crypto? Thực ra sự ảnh hưởng là hầu như là không có tại vì các bạn thấy là tiền điện tử của Trung Quốc hay là tiền điện tử của Hoa Kỳ là một cái đổi tiền hoàn toàn khác so với lại tiền điện tử phi tập trung như là Bitcoin các bạn thấy được là Bitcoin là một tiền kỹ thuật số mà không ai quản lý Khi mà còn giao dịch trên mạng lưới Bitcoin thì không cần phải xin phép ai Cũng như là không ai có thể ngăn chặn được cái giao dịch đó Không ai có thể để đóng băng cái ví Bitcoin của các bạn nhưng mà khi mà chúng ta nói tới tiền điện tử của một quốc gia thì đó cũng vẫn là tiền pháp định các bạn vẫn phải là phụ thuộc vào những cái luật mà hiện hành liên quan tới tiền tệ và các bạn thấy được là tiền điện tử thì cái sự quản lý còn chặt chẽ hơn là các bạn sử dụng tiền mặt tại vì tiền mặt các bạn có thể sử dụng một cách tự do hơn nhưng mà tiền điện tử mà được quản lý bởi ngân hàng trung ương thì sẽ bị quản lý gắt gao hơn cho nên tiền điện tử của một quốc gia thì cũng như là tiền pháp định chứ không có gì khác biệt vì cái lý do đó tôi nghĩ là sau này khi mà những cái quốc gia như là trung quốc hay là hoa kỳ đưa ra tiền điện tử riêng của quốc gia thì lúc đó có thể là cái nhu cầu sử dụng những mạng lưới phi tập trung như là bitcoin còn tăng hơn bây giờ Tại vì khi mà không còn tiền giấy nữa, khi mà tất cả đều là tiền điện tử mà bị quản lý chặt chẽ hơn thì người ta sẽ tìm đến những loại tiền phi tập trung như là Bitcoin để có được cái tự do như là họ xài tiền mặt trước đây. Đây là một cái suy nghĩ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và trong một cuộc nói chuyện khác thì đã có một người đề cập tới việc đào Bitcoin sau này có thể trở thành một cái điều liên quan tới an ninh quốc gia thì tại sao chúng ta nói tới một số những cái ví dụ được chia sẻ trong bài viết này như là công ty Amazon thì công ty Amazon có một cái chi nhánh như là Amazon Web Services thì Amazon Web Services đã là một trong những cái dịch vụ coi như là đối tác của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ và gần đây các bạn thấy là Hoa Kỳ cũng đã đưa ra đơn kiện nói là công ty Huawei đã dẫn đến một trong những cái vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thì sau này thì nhiều người cho là trong vòng 5 năm tại vì bây giờ các bạn thấy là Hoa Kỳ hoàn toàn không có ý định cấm Bitcoin và thậm chí bây giờ các bạn thấy là càng ngày thì những cái tổ chức đầu tư đầu tư càng nhiều vào thị trường Bitcoin các bạn thấy đã có rất nhiều những cái sản phẩm như là Bitcoin option, Bitcoin futures và việc mà có thêm sản phẩm tài chính liên quan tới Bitcoin như là sản phẩm liên quan tới Bitcoin ETF chỉ là cái chuyện sớm muộn tại vì các bạn thấy đây là một cái sự tiến triển rất là tự nhiên trong một cái mảng đầu tư và nếu như mà Hoa Kỳ không có ý định cấm Bitcoin, Bitcoin càng ngày lại càng thâm nhập càng sâu vào thị trường tài chính của Hoa Kỳ đừng nói tới sau này người Hoa Kỳ có thể là lưu trữ Bitcoin hay là chính phủ có thể lưu trữ Bitcoin thì không có lý do gì mà Hoa Kỳ lại đứng nhìn cái số lượng Bitcoin được đào ở ngoài nước Hoa Kỳ nhiều như vậy tại vì các bạn biết là đào Bitcoin là một trong những cách mà để bảo vệ mạng lưới thường nghĩ là Hoa Kỳ sẽ tìm cách để mà đưa cái việc đào Bitcoin càng ngày càng trở về Hoa Kỳ. Chúng ta cũng đã nhận được nhiều tin tức trong mấy tháng qua liên quan tới những cái xưởng đào được mở ở Hoa Kỳ trong thời gian gần đây ở Texas thì đây là một cái chuyện mà nhiều người cho là trong 5 năm tới đây càng ngày thì Hoa Kỳ sẽ càng khuyến khích người ta đào Bitcoin bằng cách là sẽ cho những cái khuyến mãi liên quan tới là cái giá điện sẽ rẻ hơn tại vì một nguyên lý do tại sao mà người ta không đào Bitcoin ở Hoa Kỳ nhất là ở Cali này tại vì tiền điện quá mắc các bạn đào ra sẽ bị lỗ cho nên à, việc mà nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ muốn khuyến khích người dân đào Bitcoin thì họ phải đưa ra những cái chiến lược để mà giảm chi phí đào và nếu như mà Hoa Kỳ thật sự là muốn để Bitcoin phát triển thì tôi nghĩ là sớm muộn gì Hoa Kỳ cũng phải đưa cái việc Đào Bitcoin trở vào trong Hoa Kỳ ít nhất là phải chiếm cái phần trăm cao hơn là ở nước ngoài để mà đảm bảo là thị trường tài chính cũng như là người dân của Hoa Kỳ sẽ không bị bất cứ thiệt hại gì. Đây là một cái vấn đề tôi nghĩ là sẽ liên quan tới an ninh tài chính quốc gia. Thì đó là những cái tài liệu nổi bật được chia sẻ từ cái hội nghị Unity Decentralized Digital Conference này mà đang diễn ra. Chúng ta sẽ coi coi ngày mai có thêm những tin tức nào mới tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Ngoại trừ liên quan tới hội nghị đó, chúng ta cũng có một số những tin tức khác tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới thị trường crypto. Như chúng ta nói tới đồng Tron thì Justin Sun vừa mới thông báo là mạng lưới Tron sẽ tham gia vào những cái ứng dụng DeFi bằng cách là đưa ra ba cái ứng dụng DeFi và thật ra đây không phải là một cái tin tức gì Thành cảm thấy là quá bất ngờ Tại vì chúng ta thấy cái sự tiến triển Của các mạng lưới DeFi rất là nhanh Các bạn thấy được là bây giờ cái số lượng tiền bị lóc Trong các ứng dụng DeFi đã lên tới 2 tỷ Và chúng ta thấy được là Ethereum vẫn tiếp tục trở thành Một cái mạng lưới mà dẫn đầu Thị trường DeFi này Đến nỗi mà chúng ta thấy được là trong 31 ứng dụng DeFi Trên màn hình thì khi mà các bạn nhìn vào có chữ chain ở phía dưới cái hàng này thì tất cả đều là Ethereum ngoại trừ chúng ta thấy là thứ 14 đó chính là Lightning Network còn lại tất cả đều là trên mạng lưới của Ethereum cho nên chúng ta không thấy những mạng lưới khác như là mạng lưới Tron, EOS và ngay cái nào chúng ta cũng đã nhớ là cho Hutchinson cũng đang nhắm vào thị trường DeFi này tại vì đây là một cái thị trường rất là có tiềm năng và cơ hội phát triển sau này sẽ rất là cao cho nên không có lý do gì mà những cái đồng khác là để cho ethereum chiếm đóng vị trí thứ nhất lâu như vậy nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy được một cái ứng dụng trên một mạng lưới khác mà được sử dụng nhiều như là những ứng dụng trên mạng lưới của ethereum khi chúng ta nói tới những ứng dụng defi và đồng Tron John thì justin nói là sẽ đưa ra ba cái chiến lược và đây là ba cái sản phẩm liên quan tới thị trường defi sản phẩm đầu tiên là justland đây là một cái sản phẩm mà sẽ liên quan đến landing chúng ta có thể là mượn và thế chấp trên mạng lưới này Kế đó chúng ta sẽ có một, một sản phẩm khác là chết swap đây có thể coi như là một cái uh, thị trường giao dịch phi tập trung và cuối cùng là chết btc thật ra sản phẩm thứ ba này thường vẫn chưa rõ là dùng để làm gì tại vì sản phẩm chết btc này thì tài liệu bây giờ nói là các bạn có thể dùng đồng btc thật sự để mà gửi vào mạng lưới của đồng tron sau đó các bạn có thể dùng đó làm thế chấp để mà tạo ra một đồng chết btc có nghĩa là một trên một một đồng btc sẽ có một đồng chết btc trên mạng lưới của đồng tron dùng đó để mà làm gì chúng ta vẫn chưa có rõ nhưng mà thường nghĩ là cũng tương tự như là chúng ta thấy là đồng BTC có thể được gửi vào mạng lưới của Ethereum và sau đó các bạn có thể sử dụng đồng RAP BTC tôi nghĩ là cái khái niệm cũng tương tự như vậy nhưng mà trên mạng lưới của đồng Tron những cái ứng dụng DeFi này sẽ có một cái token riêng đó chính là token Just, token GST đây chỉ là những cái tài liệu sơ bộ chúng ta nhận được không có tài liệu chi tiết nhưng mà những cái sự phản ứng đã không được tốt lắm tại vì nhiều người thì chỉ trích đồng tròn các bạn đã biết là không được phi tập trung thì các bạn thấy là cái scandal hồi tháng 5 năm 2019 thì đã dẫn đến là giám đốc công nghệ và co-founder của đồng tròn đó chính là Lucian Chen đã từ chức và giám đốc công nghệ của đồng tròn đã nói là hệ thống của đồng tròn đã không còn phi tập trung như là trước đây đã trở thành một hệ thống rất là tập trung cho nên đây là sự chỉ trích của nhiều người và bây giờ đồng tròn lại muốn tham gia vào thị trường DeFi có nghĩa là các ứng dụng tài chính phi tập trung nhiều người lại nói là đồng tròn hãy tập trung vào phi tập trung trước trước khi mình tham gia vào thị trường tài chính phi tập trung ngoài chuyện tin tức này ra chúng ta thấy có một cái tin tức liên quan tới uh, Bitcoin option và những cái tài liệu giao dịch trên những mạng lưới như là CME thì tuy là chúng ta thấy được là hồi tháng 6 mới đây thì cái volume nghĩa là khối lượng giao dịch À, của hợp đồng tương lai cũng như là của option của Bitcoin thì các bạn thấy đã đi xuống, khối lượng dịch cũng đã đi xuống so với lại tháng 5 thì không có cao bằng nhưng mà vẫn rất là cao so với trước đây các bạn thấy được là cái khối giao dịch bây giờ cũng tương đương với tháng 1 năm 2020, tại vì tháng 5 giao dịch rất là nhiều cho nên chúng ta thấy là cái cột này rất là cao. Và chi tiết hơn là các bạn nhìn vào tài liệu của CME, tại vì khi chúng ta nhìn chung thì đúng là cái khối giao dịch đã đi xuống hồi tháng 6 so với tháng 5, nhưng mà khi chúng ta nhìn riêng vào sàn CME thì các bạn thấy được là option và future thì cái giao dịch option đã tăng lên so với lời tháng 5 và futures thì đã cao hơn đứng thứ nhì từ tháng 3 cho tới tháng 6 mới đây thì cái khối năng dịch hồi tháng 6 vẫn là cái khối năng dịch lớn thứ nhì trong 4 tháng vừa qua và các bạn cũng đã biết là những người giao dịch trên sàn CME là những cái nhà đầu tư lớn như tổ chức đầu tư cho nên cái sự hứng thú về giao dịch Bitcoin đến từ những nhà đầu tư lớn sự hứng thú đó vẫn còn rất là cao đây chính là cái tài liệu mà bài viết này muốn nói đến Khi đó chúng ta nói tới Telegram thì các bạn cũng nên nhớ là tình hình của Telegram là không tốt Tại vì các bạn cũng đã biết là SEC đã coi như là Telegram là phạm luật chứng khoán Và cuối cùng hai bên Telegram và SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đã đồng ý là Telegram sẽ hoàn trả lại 1,2 tỷ đô la cho những nhà đầu tư và đóng phạt 18 triệu. Chúng ta cũng đã nói tới tài liệu này chi tiết hơn trong một video gần đây. Và các bạn thấy sau đó thì cái hệ thống thon có nghĩa là Telegram Open Network Cái dự án đó là coi như là chấm dứt Và tài liệu chính thức từ Telegram thì trước ngày 1 tới tháng 8 năm 2020 thì cái mạng lưới thử nghiệm tại vì các bạn cũng đã biết là hơn một năm qua thì Telegram đã tạo ra một mạng lưới thử nghiệm cho cái ứng dụng vừa tập trung uh, Telegram Open Network của mình và đương nhiên bây giờ cái dự án này đã kết thúc thì mạng lưới thử nghiệm sẽ bị tắt và sẽ bị tắt vào trước ngày 1 tháng 8 năm 2020 Và đây là tất cả những tài liệu mà Thuận muốn đem đến cho các bạn trong cái video này Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội Các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter nếu như bạn là một trader mà bạn muốn tìm hiểu những sàn giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn đăng ký cho một sàn giao dịch thì các bạn hãy tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital ở phía dưới video này. Các bạn có thể tìm thấy những ưu đãi như là ưu đãi cho sàn NAPX, Bybit, Binance và Coinbase. Đây là những ưu đãi dành riêng cho những bạn nào mà đang xem chương trình Thuận Capital. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.